đã đến lúc tạo hình rồi. Xem nhé, bạn trả những đồng xu hình tròn để mua một chiếc bánh donut hình tròn có lỗ. Đi ngang qua biển báo giao thông hình bát giác, bước vào nhà, bật bóng đèn hình tròn lên rồi đến chiếc tivi hình chữ nhật và tự hỏi tại sao đồ vật lại có những hình dạng như vậy. Vâng, tôi sắp nói cho bạn biết đây. Bóng đèn tròn sẽ giúp phân bố đều ánh sáng. Trong dạng tròn, các sợi Wolfram, sợi đốt dễ dàng được đặt ở trung tâm theo cấu trúc tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, những bóng đèn sợi đốt cũng rẻ hơn và dễ sản xuất hơn. Giấy vệ sinh có dạng cuộn để máy móc xử lý chúng nhanh hơn so với từng tờ đơn. Trước đó, giấy vệ sinh được bán ở dạng tờ hình vuông, nhưng sản xuất như vậy đòi hỏi nhiều năng lượng và thời gian hơn. Bánh donut có một lỗ ở giữa để bột được chiên đều. Thậm chí còn có cả một câu chuyện kể về thuyền trưởng Gregory, khi đó là một thủy thủ 16 tuổi, đã đục một lỗ ở cục bột. Sau đó, nó được chiên lên để trở thành chiếc bánh donut đầu tiên trên thế giới. Và không, anh ấy không hài lòng lắm với chiếc bánh này. Ban đầu, tiền xu được đúc dưới dạng thỏi hình chữ nhật làm từ hợp kim vàng và bạc. Nhưng hóa ra đồng xu tròn dễ đếm và dễ đúc hơn. Ngoài ra, các cạnh sắc trên đồng tiền hình chữ nhật dễ bị mòn hơn. Biển báo rừng là biển báo duy nhất có hình bát giác. Bởi như vậy, người ta có thể thấy chúng từ xa và thậm chí từ mặt sau và phân biệt được với các biển báo giao thông khác. Biển hình tam giác cảnh báo tài xế về nguy hiểm trên đường. Biển hình tròn điều chỉnh tốc độ giao thông và biển hình chữ nhật đưa thông tin về địa điểm và tuyến đường. TV có hình chữ nhật vì các bộ phim được tạo ra cho định dạng màn hình này. Tuy nhiên, trước đây TV thường có hình tròn vì chúng có các ống tia âm cực hình trụ hay CRT bên trong. Và những ống hình trụ này là do chi phí sản xuất rẻ hơn. Nhưng ngay cả khi các thấu kính có hình tròn thì cũng không quan trọng. Hình ảnh được chiếu lên các phim hình vuông. Và phim có hình vuông đơn giản vì chúng dễ dùng hơn thôi. Ống kính máy ảnh có hình tròn để lấy nét hình ảnh một cách thuận tiện nhất. Túi đường hình que là để không khí không vào bên trong được. Nói chung, nếu không khí lọt vào trong được, đường sẽ bị ẩm và vón cục. Nhưng chủ yếu, que đường rất dễ sử dụng. Bạn thậm chí có thể dùng chỉ với một tay, để ngón trỏ và ngón giữa ở dưới rồi nhấn ngón cái vào giữa que là được. Trước đây, đường được sản xuất thành các khối lớn rồi mới được cắt nhỏ ra. Các gói vuông nhỏ xuất hiện sau khi vợ của một ông chủ nhà máy đường bị đứt tay do bà ấy cố cắt một miếng đường từ khối lớn. Sau đó, ông chủ quyết định tạo ra dạng đường tiện dụng để cho vào ly uống nước. Cửa sổ máy bay hình tròn để đảm bảo an toàn khi bay. Nếu cửa sổ là hình vuông, áp lực và luồng không khí mạnh sẽ tích tụ trong các góc, làm tổn thất sự điều áp. Với các cửa sổ có cạnh tròn, áp suất được phân bố đều và không tập trung vào bất cứ đâu. Theo một giả thuyết, biểu tượng trái tim trông như vậy bởi Aristotle đã mô tả trái tim con người như một cấu trúc ba buồng với một vết lõm nhỏ ở giữa. Các nghệ sĩ và các nhà khoa học thời Trung Cổ đã tạo ra biểu tượng đầu tiên của trái tim theo mô tả của Aristotle. Chuối có đường cong vì chúng cố gắng vươn tới gần mặt trời hơn trong khi phát triển. Nhiều người cho rằng bánh mì dài như vậy để dễ bẻ ra. Trong quá trình xây dựng tàu điện ngầm Paris, người quản lý rất sợ có xung đột giữa công nhân vì mỗi người họ đều mang một con dao để cắt bánh mì. Do đó, ông đã yêu cầu thợ làm bánh mì của công ty tạo ra loại bánh mì không cần phải cắt. Từ đó, bánh dài xuất hiện và người quản lý đã thu lại tất cả các vật sắc nhọn. Kẹo cao su Turbo khác với kẹo các hãng còn lại vì hình dạng khác thường, trông như nó mới bị xe đua chạy đè lên vậy. Giả thuyết phổ biến nhất về Pick, bình làm từ loại đất sét đặc biệt là để đựng tiền. Người ta gọi nó là ngân hàng Pick, do từ đó nghe gần giống Pick, con lợn. Các thợ làm gốm bắt đầu tạo những lọ đựng tiền có hình dạng của loài vật đuôi xoắn này. Do đó chúng ta có lợn đất. Đồng thời ở nhiều quốc gia, lợn còn là biểu tượng cho thịnh vượng và giàu có. Hầu hết các chai nước có hình trụ, không chỉ vì dễ cầm trên tay, mà còn vì như vậy dễ gắn nhãn hiệu của nhà sản xuất lên đó hơn. Hình dạng của mì ống rất khác nhau bởi vì mỗi loại lại phù hợp với một loại nước sốt riêng. Mì ống mỏng như cappellini phù hợp với nước sốt và các thành phần nhẹ. Mì dày có vân như penne phù hợp với sốt sệt và rau củ hâm. Hộp Pringles tròn vì nó dễ vận chuyển hơn và khoai tây chiên bên trong khó bị vỡ. Nhân tiện thì, khoai lát có hình yên ngựa cũng với chính xác lý do tương tự. Pizza hình tròn để nhiệt phân bố đều khắp chiếc bánh trong khi nướng. Đồng thời, việc cắt bánh thành các miếng đều nhau cũng dễ dàng hơn. Và hộp pizza hình vuông bởi vì nó rẻ hơn trong sản xuất và đựng vừa bánh bên trong. Chảo cũng rất giống pizza. Chúng tròn để phân bố đều nhiệt và dễ lau rửa. Nhưng quan trọng hơn, tất nhiên, bạn có thể hất và đón bánh pancake trong khi nấu. Bóng khúc côn cầu ban đầu được làm từ bóng cao su. Quả bóng được cắt thành 3 phần với phần giữa được sử dụng làm bóng băng. Gần 100 năm sau, họ quyết định từ bỏ truyền thống này và bắt đầu dán hai miếng cao su phẳng từ lốp xe lại với nhau. Nhưng kiểu bóng ấy chẳng tồn tại lâu,
Mãi cho đến cuối những năm 90, bóng băng bản cuối mới được chào sân. Chúng ta không biết chính xác ai là người đầu tiên phát minh ra kính mắt. Ở La Mã cổ đại, mọi người đọc các văn bản bằng một chiếc bát thủy tinh tròn chứa đầy nước. Điều này truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới. Đến thế kỷ 13, chiếc kính đầu tiên đã ra đời. Mãi đến tận thế kỷ thứ 20, các hình dạng mắt kính khác mới xuất hiện, phục vụ cho mục đích thời trang. Người ta thấy kính tròn không phù hợp với tất cả mọi người, nên các gọng kính cũng bắt đầu thay đổi hình dạng và kích thước. Que kẹo mút có hai lỗ trong để cố định kẹo. Khi nhúng que vào siro nóng, siro chảy vào các lỗ đó. Rồi khi hỗn hợp cứng lại, nó sẽ bám chắc chắn vào que. Kim cương là một dạng carbon hiếm được tìm thấy sâu trong lớp vỏ trái đất. Ban đầu trông nó không được hấp dẫn cho lắm, nhưng khi được cắt và đánh bóng, nó tỏa sáng. Hầu hết các viên kim cương có hình dạng tròn với các góc hơi nhọn. Với tạo hình này, kim cương sáng lấp lánh luôn. Kích thước của chiếc mũ đầu bếp phụ thuộc vào vai trò và thứ bậc của nhân viên nhà bếp. Bếp trưởng là vua và hoàng hậu trong bếp. Vì vậy, họ đội những chiếc mũ cao nhất. Theo quan điểm thực tế, điều này cũng thuận tiện vì ta có thể dễ dàng tìm thấy bếp trưởng trong số các nhân viên còn lại và cũng dễ dàng hơn để giấu bếp trưởng chuột Ratatouille trong đầu nữa. Số nếp gấp trên mũ cho biết số cách nấu trứng mà một đầu bếp nằm lòng. Và đó là cách người ta tạo hình vạn vật. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!